Thanh Điền và Khánh Huyền mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động với chủ đề kỹ năng sống. Trước hết thì mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây. Những ngày cuối năm, một trong những hình ảnh làm thành phố đẹp hơn, rạng rỡ hơn, lung linh hơn chính là những cặp đôi xôn xao bước vào mùa cưới. Có thật nhiều điều đang chờ đón họ ở phía trước. Huyền công nhận với Điền rằng là đúng là có nhiều cái chuyển biến khi chúng ta đã trở thành một gia đình mới. Tuy nhiên là ai cũng có cái nhu cầu, ai cũng có quyền được mong chờ những cái đức tính tốt ở người vợ hoặc người chồng của mình. Nhưng mà cái điều khó ở đây tức là làm sao để hiểu là đối phương mong muốn gì ở mình để đáp ứng. Đấy là một điều rất khó nha. Cho nên hôm nay chuyên gia của chương trình sẽ hướng dẫn cho các cặp đôi trẻ làm sao để hiểu được là người vợ hoặc người chồng của mình mong muốn điều gì ở mình. Và xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với chuyên gia tư vấn tâm lý Ngô Minh Uy. Xin chào anh. Xin chào Khánh Huyền, chào Thanh Điền và chào quý vị đang xem chương trình. Dạ, anh Huy này, Huyền thấy có một cái hình ảnh chung ở các cặp gia đình. Đó chính là sau một thời gian ở với nhau thì bắt đầu nhận được những lời phàn nàn. Và điều đó cho thấy rằng là ai cũng kỳ vọng ở người vợ hoặc người chồng của mình một điều gì đó, đúng không anh? Cái sự mong đợi mà gốc gác á, bây giờ mình đặt ra từ cái thời yêu nhau trước khi cưới. Thì người phụ nữ mong đợi cái gì? Người phụ nữ mong đợi là sẽ có một người chồng là vững vàng về tài chính, về công ăn việc làm, rồi sẵn sàng bảo vệ, sẵn sàng có mặt vào bất kỳ lúc nào, vân vân. Rồi người đàn ông thì là mong muốn cái người vợ của mình hiền dịu, nhẹ nhàng, lúc nào cũng như là một cái người mà ngoan. Dạ. Thì đó là cái mong đợi mà từ cái thời yêu nhau, dạ, cả trên về lý thuyết lẫn thực tế là chúng ta thấy sự thật như vậy. Dạ. Sau khi đám cưới một thời gian dường như nó không đi đúng theo cái mong đợi đó. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà thực tế nó không như mong đợi của chúng ta? Đương nhiên là mỗi người nó sẽ mỗi khác ha. Bây giờ tôi nói thử một vài trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là nhận ra vấn đề là cuộc sống nó như vậy. Cuộc sống nó như vậy và mình thích ứng với nó. Mình thích ứng với là cái sự thay đổi mới. Đó là có thể xem như đó là tuyệt vời nhất. Và từ cái sự thay đổi đó mà họ chuyển sang một cái cách thức sống khác, đó là một cái giai đoạn thích ứng mà rất là tốt. Và thường người ta mất có thể khoảng cỡ 3 năm đến 5 năm để nhận ra sự thật và thích ứng. Thì nếu mà để ý chúng ta thấy cái khoảng giai đoạn từ năm thứ 3 đến năm thứ 5 của hôn nhân là giai đoạn cực kỳ căng thẳng và rất là nhiều cặp hôn nhân đổ vỡ trong giai đoạn đó. Vì giai đoạn đó nó giống như là sự thật nó được bày ra hết. Và nếu mà ai không thích nghi được thì là gãy. Cái thứ hai á là không tốt nhưng mà gia đình nó vẫn tồn tại, hôn nhân nó vẫn tồn tại, đó là chịu đựng. Hoặc là người chồng chịu đựng, hoặc là người vợ chịu đựng, hoặc là cả hai. Cả hai chịu đựng nhau, tức là điều này mình không đạt được như mong đợi, mình cảm thấy rất mệt mỏi, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy thất vọng. Và mỗi người tự tìm lấy cái gì khác đó để mà bù trừ vào cho cái sự chịu đựng của mình. Chưa có con số thống kê chính thức, nhưng có không ít cặp vợ chồng chưa hưởng được bao nhiêu ngày tháng hạnh phúc thì đã tan vỡ vì nhiều lý do. Trong đó lý do thường gặp nhất là vợ chồng không hiểu nhau, không hiểu được những mong muốn của nhau. Và anh có thể đưa ra một cái mẫu số chung nào đó cho các cặp vợ chồng trong cái việc là người chồng hoặc là những người vợ họ mong muốn cái điều gì ở người bạn đời của mình? Tôi thấy một cách mà nó giống như lâu đời rồi, truyền thống, và có lẽ nó cũng tồn tại ở trên nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa khác nhau. Là cái hình ảnh của một cái người chồng vững chãi. Thì vững chãi cả về cái cách thức mà để quyết định cái cuộc sống ở ngoài xã hội, cái vị thế xã hội, hay là công ăn việc làm, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà nó gắn liền với đó là tài chính. Cái thứ ba là một cái người mà có thể là một cái chỗ dựa về những cái quyết định hay này kia của cuộc sống. Ngược lại thì người đàn ông thường sẽ mong đợi một người vợ là một cái người hiền, biết lắng nghe, hỗ trợ, an ủi, rồi chăm sóc, nói chung là ngoan hiền. Là cái mong đợi mà có thể nói là nó từ ở đâu trong tâm thâm tâm nó ăn đâu sâu thẳm. Thậm chí mình có thể gọi nó như là một cái dạng di truyền của xã hội gì đó. Nó không phải di truyền sinh học, di truyền xã hội. Nó tạo nên như vậy là
cho dù là xét theo truyền thống hay là xét theo tính xu hướng, yeah, thì mỗi cá nhân đều có một cái mong muốn riêng. Là một chuyên gia tâm lý thì anh sẽ đưa lời khuyên như thế nào với khán giả là chúng ta nên giải quyết bằng cách là nói thẳng ra mong muốn của mình với đối phương, yeah, hay là chúng ta sẽ chịu đựng, hoặc là một cách nào khác ạ? Ok, cái chắc chắn là câu trả lời là nên cho người khác biết mình muốn cái gì. Vợ phải cho người chồng biết là mình mong đợi cái gì. Yeah. Chồng cũng cho người vợ biết mình mong đợi cái gì. Khó khăn là không biết làm sao nói ra. Nếu mà mình để ý đó, khi cái thời gian yêu nhau á, cái mong đợi của người này với người kia về người khác á, là nó rất là dễ được nói ra. Nhưng mà thật ra nó không phải hoàn toàn là cái sự thật. Tức là cái thời gian yêu nhau người ta che giấu rất là nhiều. Yeah. Nếu mình để ý sẵn sàng chiều đối phương, kinh nghiệm bản thân, mình vẫn sẵn sàng hy sinh. Nhưng mình để mà mình chiều. Thì vì cái mối quan hệ trong tình yêu, cái mối quan hệ cái đoạn đó là mối quan hệ mà nếu mà sống mọi sự thật như là mình á, thì nó có thể là không an toàn trong mối quan hệ đó. Có thể là đã chia tay từ cái hồi đó rồi. Dạ đúng. Cho nên người ta nỗ lực để người ta sống đẹp với nhau. Tôi không muốn nói là giả dối, nhưng mà nó có cái nỗ lực lớn. Một khi cưới nhau xong thì cái nỗ lực đó dường như nó giảm dần. Người ta cứ có cảm giác là cưới nhau rồi còn gì nữa. Tức là đã yêu nhau rồi, đã cưới nhau rồi, và bây giờ là phải sống thoải mái chứ, phải sống thật. Vâng, cái đoạn yêu nhau đó thì mình chấp nhận, bởi vì như thế nó mới lãng mạn, và như thế nó mới cho thấy cái nỗ lực để mà muốn cái người kia là cùng với mình xây dựng một cái mối quan hệ. Nhưng mà cái đoạn mà bước chuyển đổi từ cái yêu nhau đó cho đến cái việc cưới nhau đó, là từ thơ mà chuyển qua văn xuôi đó, là mà văn xuôi hiện thực nữa, tức là phải có cái đoạn chuyển tiếp đó, thì hai vợ chồng cần phải cho nhau biết là mình muốn cái gì. Thứ nhất là về vấn đề tài chính, thứ hai về vai trò của nhau ở trong gia đình, rồi cái mong đợi về cái việc là con cái sẽ có bao nhiêu đứa con, hay là sẽ nuôi con như thế nào, ai sẽ là người chịu nhiệm chuyện đó. Rồi công việc mong đợi cái người kia sẽ như thế nào. Thì tất cả những cái khía cạnh quan trọng đó nó cần phải được nói ra. Tôi quay trở lại với ý nãy là tôi nói không dễ. Ví dụ nha, tôi làm việc trong ngành tâm lý học, tôi biết chuyện đó. Vợ tôi cũng làm việc trong ngành tâm lý học, cũng biết chuyện đó. Ngồi với nhau để mà nói cái khó khăn, nói cái mong đợi đó, là đâu có đơn giản. Lúc đó có chuyên gia không chuyên gia nó cũng không có ý nghĩa gì trong cái chuyện đó hết, mà là cái sự chấp nhận và cái sự an toàn khi mà mình nói ra cái mong đợi của mình. Kèm theo đó là cái giao tiếp, cái cách thức nói. Vậy thì nói bằng cách nào? Có hai cách. Tôi hy vọng là ở đây là thế này, gần như mọi cái chuyện khó khăn đều có thể được giải quyết khi mình bắt đầu muốn nói và bắt đầu nói. Thế có một cái trở ngại là trước khi mình bắt đầu mình nói đó, mình bảo bây giờ không biết có nên nói hay không. Điều quan trọng là cái đấu tranh từ cái thời điểm mở ra và bắt đầu là nó đi tiếp. Thì rồi, cái vượt qua được cái cảm giác đó thì xong rồi cái câu chuyện tự nó sẽ đi vào. Và cái nền tảng của nó là cái sự thiện ý. Tức là thật sự mình muốn nói ra điều đó để mà hai vợ chồng có thể tốt hơn. Thì cái thiện ý đó nó không có kỹ thuật, mà giữa hai người sẽ cảm nhận được là thực sự đó là cái lời nói có thiện ý hay là lời chỉ trích. Đó là cái thứ nhất, ngồi xuống nói chuyện với nhau nghiêm túc. Cái thứ hai có thể là thông qua những cái buổi tham vấn hoặc là các chương trình huấn luyện về đời sống hôn nhân. Thì ở Việt Nam thì có thể là những cái chương trình như vậy nó có thể là chưa có thông dụng lắm. Nhưng mà ở trong các nhà chùa hoặc là trong các nhà thờ là người ta đã bắt đầu làm chuyện đó. Hay là gần đây thì ở nhà văn hóa thanh niên hay nhà văn hóa phụ nữ, tôi cũng có biết là như người ta cũng có tổ chức những cái lớp như vậy. Mình thấy trong nhiều trường hợp thực tế rằng là đôi khi mình mong muốn cái điều gì, mình khao khát lắm nhưng mình cũng không hiểu đó là một cái điều gì cụ thể cả. Vậy thì trong trường hợp đấy thì phải làm sao ạ? Chịu. Đúng là có, đương nhiên là tỷ lệ không nhiều. Tỷ lệ không nhiều, nhưng mà có thì nó có thể có những cái dạng như thế này, tức là mình có một cái khao khát gì đó, mình có cái mong đợi gì đó, nhưng mà nó không rõ những cái tiêu chí cụ thể là như thế nào. Về trường hợp mà gọi là tệ nhất, tức là cũng không có biết là mình muốn cái gì, mà nó là cái dạng như là
nhắm mắt xuôi chân vậy đó. Nếu như họ yên ổn với cái chuyện mà họ không có mong muốn gì hết thì không sao, không có vấn đề gì cả. Họ vẫn sống vợ chồng, họ chăm sóc con cái, họ giữ trách nhiệm và vai trò của họ trong gia đình, rồi làm ăn kinh tế có tiền rồi khi nuôi gia đình thì nó cũng không có vấn đề gì. Dạ. Nhưng mà khi nào mà họ vì cái việc là họ không biết là mình mong muốn cái gì mà họ cảm thấy bất hạnh, họ cảm thấy cuộc đời nó không được như ý của mình dạ, đó, thì lúc đó vấn đề nó không phải là vấn đề của cặp hôn nhân mà là vấn đề của họ. Thì cái trong trường hợp đó họ cần cái sự hỗ trợ về tâm lý cho cá nhân của họ. Dạ. Để họ biết. Thanh Điền nghĩ hôn nhân không phải là thiên đường. Hôn nhân chỉ là một bước ngoặt trong cuộc đời của mình, mà cuộc đời thì không phải lúc nào cũng là mơ. Vì vậy chúng ta hãy mạnh dạn nói ra những điều mong muốn của chúng ta với vợ hoặc chồng của mình để có thể giữ được cái bền vững cho cuộc hôn nhân đó. Tin rằng những chia sẻ của chuyên gia Ngô Minh Uyên ngày hôm nay rất là thiết thực cho các cặp đôi, đặc biệt là những cặp đôi trẻ vừa mới cưới. Cảm ơn anh với những chia sẻ ngày hôm nay. Xin chào, cảm ơn.